Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cậu bé đang dùng chiếc máy khoan này. Hãy cùng tô với mình nhé. Chiếc mũ này mình tô màu xanh. Chiếc tay phone này để mình tô màu vàng. Rất là yêu đời. Bộ quần áo này thì mình cũng tô màu xanh. Mình tô màu đen. Mình sẽ tô chiếc găng tay này màu tím này. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé. Dài mình cũng tô một tí. Dài mình tô một lâu nha. Kìa. Máy nó
là chỉ mấy phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây nhé. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu số tiếp theo.